Mọi điều bạn làm đã được viết sẵn. Không có gì mới dưới ánh mặt trời vì mặt trời là máy chiếu ba chiều của thực tế cuộc sống này. Holographic, nó bày các hạt ánh sáng để tạo ra ảo ảnh về thực tế để chúng ta có thể thực hiện trải nghiệm mô phỏng được gọi là trái đất. Mặt trời đang bày nhiều thực tế cùng một lúc và mang lại cho bạn thực tế phù hợp chính xác với tần số của bạn. Sau đó, bạn lấy thực tế mà bạn chọn từ mặt trời để tạo ra ảnh ba chiều bằng ánh sáng cứng của riêng bạn, hologram. Tâm trí của bạn thu gọn dạng sóng của khả năng vô hạn thành hạt do khả năng làm chậm ánh sáng của nó. Sau đó, bạn cảm nhận những hạt này là thực tế vật lý, trong khi trên thực tế, nó chỉ là những hạt ánh sáng bị giữ lại bởi nhận thức của bạn. Đây là lý do tại sao khi bạn ngừng rung động ở tần số đó, các hạt ánh sáng sẽ quay trở lại dạng sóng. Vì ý thức, nhận thức của bạn không còn giữ hạt ánh sáng đó nữa. Do đó, mọi phiên bản của bạn và mọi thực tại của bạn đều tồn tại đồng thời. Bạn chỉ đang chọn phiên bản nào bạn thu gọn vào thực tại mà bạn cho là có thật đối với mình. Điều này dựa trên tần số của bạn được xác định bởi trạng thái cảm xúc được quyết định bởi niềm tin của bạn. Mỗi mili giây bạn đang biến đổi thành phiên bản của chính mình, thu hút thực tế mà bạn mong đợi và rung động theo. Ví dụ, khi một quyết định xuất hiện, tồn tại nhiều phiên bản của bạn. Mỗi mọi lựa chọn đều có thể. Tuy nhiên, bạn chỉ nhận thức được một lựa chọn và kết quả tại một thời điểm. Mô phỏng ba chiều được thiết lập theo cách này để bạn cảm thấy có cơ sở trong thực tế vật lý thay vì bị bóp méo bởi các kết quả sống đồng thời cùng một lúc. Sức mạnh của bạn nằm ở việc lựa chọn phiên bản thực tế nào mà bạn hướng tới mình sau mỗi quyết định. Phiên bản rung động thấp của bạn đưa ra lựa chọn có rung động thấp cho cùng một kích thích tình huống, thu hút chính xác kết quả có rung động thấp. Phiên bản rung động cao của bạn đưa ra lựa chọn có rung động cao cho cùng những kích thích thu hút chính xác kết quả rung động cao. Về cơ bản, tất cả những gì bạn phải làm là hỏi mình trường hợp này, phiên bản rung động cao hoặc giàu có đủ đầy của tôi sẽ làm gì, sẽ cảm nhận hoặc nói gì trong tình huống này. Sau đó bạn hãy làm điều đó để nhảy vào dòng thời gian và thực tế chiều của phiên bản đó của bạn theo đúng nghĩa đen. Nếu bạn làm điều này đủ lâu, thực tế mặc định của bạn sẽ trở thành phiên bản đó. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi niềm tin lớn lao, sự tự tin vượt qua nỗi sợ hãi trong tâm trí và có thể tin vào điều đó trước khi bạn nhìn thấy nó. Hãy nhớ rằng, không có gì là rắn chắc. Tất cả đều là các hạt ánh sáng được làm chậm lại bởi nhận thức và ý thức của chính bạn để bạn có thể trải nghiệm chính xác những gì bạn tin rằng mình nên làm. Mọi thứ đã được viết sẵn. Nếu bạn muốn chuyển sang một cuốn sách khác, cho phép bạn truy cập vào một phiên bản khác của chính bạn trên thực tế. Trước tiên, bạn phải nhận ra rằng tất cả các thực tại đều tồn tại đồng thời và bạn có thể có bất kỳ thực tại nào mà bạn mong muốn, miễn là bạn có tần số đến từ niềm tin giới hạn hay không giới hạn. Bạn không cần phải sống cuộc sống nạn nhân nữa. Bạn có thể sống một cuộc sống như Godness. Nếu bạn đơn giản thu gọn thực tế đó vào sự tồn tại của mình và bắt đầu viết một câu chuyện mới, hoặc tôi sẽ nói là bạn diễn xuất một câu chuyện mới đã được viết sẵn. Bạn xứng đáng thực hiện sức mạnh của mình. Bạn xứng đáng thức tỉnh ý thức thượng đế của bạn. Bạn xứng đáng chọn một câu chuyện tốt hơn cho cuộc sống của bạn. Davonte Church, dịch bởi Nguyễn Dung. Đề xuất là đọc thêm. Mắt của bạn chỉ nhìn thấy những gì theo tần số của bạn. Cuốn thứ hai là chiều kích nhận thức và tiếp theo là link sự đồng bộ. Bài viết được đọc từ Facebook của bà Nguyễn Dung. Cảm ơn bà Nguyễn Dung.